Chuyển sang thông tin khác, các ngành chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đi kiểm tra thực địa tình trạng đào hầm khai thác vàng trái phép tại diện tích rừng phòng hộ ở xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông quản lý. Hiện nay, thì Bộ Chỉ huy Quân sự của tỉnh Thừa Thiên Huế đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan lên phương án đẩy đuổi vàng tặc ra khỏi rừng. Vị trí xảy ra khai thác vàng trái phép nằm ở tiểu khu 393 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông. Tại thời điểm kiểm tra, nhiều loại máy móc khai thác vàng đã được tháo dỡ một phần, hệ thống lán trại và những vật dụng sinh hoạt hàng ngày vẫn còn nguyên, cho thấy các đối tượng vàng tặc mới di chuyển, bỏ trốn vào trong rừng. Theo tính toán, đánh sập hệ thống hầm hào này phải huy động khoảng 5-7 tấn thuốc nổ. Vị trí họ đào bới, họ tìm vàng thì khoảng 3 vị trí khác nhau. Khoảng cách từ vị trí này tới vị trí kia thì có vị trí 2 cây số, có vị trí 1 cây số. Và quy mô thì phải nói là khá rộng lớn, hầm hào khá nhiều. Có hầm thì có thể là phải đánh sập ngay. Nếu được thì cũng rất mong các cơ quan chuyên môn của tỉnh có cái kiến nghị đề xuất với lãnh đạo tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan lên phương án thành lập các chốt liên ngành để đẩy đuổi các đối tượng vàng tặc ra khỏi rừng. Vấn đề sử dụng thuốc nổ đánh sập các hầm khai thác vàng này sẽ không hiệu quả vì các đối tượng có thể quay trở lại khai thác trái phép.